hãy làm một cái gì đẹp cho Chúa. Mẹ Teresa Calcutta thường hay nói, hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Chúa. Sau tên cực trọng của Chúa Giêsu, hai chữ thường nằm trên đầu môi chót lưỡi của mẹ là tốt đẹp và kỳ diệu. Hai tiếng ấy là một tóm gọn của bài ca ngợi khen của Đức Maria và mẹ Teresa đã lấy làm tâm tình của mình. Tốt đẹp và kỳ diệu thay, tình yêu quan phòng của Chúa được thể hiện qua những hy sinh và phục vụ của mẹ dành cho những người cùng khổ ở Ấn Độ và trên khắp thế giới. Trước đây, Malcolm Muggeridge, một ký giả và bình luận gia nổi tiếng của đài BBC, đã cùng với một nhóm chuyên viên của đài đến Ấn Độ để làm một cuộc phỏng vấn về mẹ Teresa, về các hoạt động của mẹ. Sau 5 ngày làm việc, đến lúc cắt xén và tháo ráp để dựng thành cuốn phim, mẹ Teresa đã thốt lên, hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Chúa. Câu nói của mẹ đã được ký giả Muggeridge lấy làm tựa đề của cuốn phim thời sự về mẹ và các nữ tu của mẹ. Cuốn sách ghi lại cuộc phỏng vấn cũng mang cùng tựa đề. Sau khi cuốn phim được trình chiếu trên đài BBC, thế giới bỗng chú ý đến người nữ tu đã từ mấy chục năm qua âm thầm chăm sóc những người cùng khổ nhất trong các khu ổ chuột ở Calcutta. Tốt đẹp và kỳ diệu thay, khuôn mặt đau khổ của nhân loại được phơi bày, nhưng tình yêu của Thiên Chúa cũng được thể hiện qua những âm thầm hy sinh phục vụ của mẹ Teresa và các nữ tu của mẹ. Ngày nay, khi đi qua một số thành phố lớn trên thế giới, thỉnh thoảng người ta đọc được bảng hiệu hãy gìn giữ cho thành phố được sạch hoặc hãy làm đẹp thành phố. Những khẩu hiệu ấy nhắc nhở cho kiều dân và khách qua đường về nghĩa vụ tôn trọng trật tự cũng như giữ cho thành phố được sạch sẽ và đẹp đẽ. Mỗi người Kitô hữu cũng là một thành phố của Thiên Chúa. Họ luôn được mời gọi để giữ thơm và làm sạch cho thành phố ấy, thay vì vứt bừa bãi ra bên ngoài những rác rưởi của những hành vi bất chính. Họ luôn được mời gọi để bày tỏ một bộ mặt tốt đẹp và kỳ diệu, để qua đó thiên hạ sẽ nhìn vào và ngợi khen Cha trên trời. Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa. Đó phải là câu tâm niệm mà người Kitô thốt lên khi vừa thức giấc đón chào một ngày mới. Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa bằng cách dâng lên Ngài hy sinh trong những công việc nhỏ bé hàng ngày. Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa bằng những cử chỉ quảng đại, hy sinh phục vụ đối với những người cùng khổ nhất trong xã hội. Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa bằng cách sống tử tế và không ngừng tha thứ cho những người xúc phạm đến mình. Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa bằng chứng tích của một cuộc sống đầy lạc quan và vui tươi ngay cả khi gặp chỉ toàn đau khổ, thử thách.